Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với khóa học lập trình Android căn bản được thực hiện tại website mylab.vn. Mình tên là Chế Công Bình. Ngày hôm nay nhóm của mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn về Relative Layout. Ở nội dung bài thực hành ngày hôm nay thì chúng ta sẽ demo một giao diện với Relative Layout. Và chúng ta sẽ demo một giao diện như thế này, gồm có một edit đăng nhập, mật khẩu và hai button, một button đồng ý và một button thoát. Và chúng ta sẽ xây dựng giao diện như thế này bằng Relative Layout. Và bây giờ mình sẽ vào phần demo để hướng dẫn các bạn về xây diện như thế này bằng Relative Layout. Relative Layout chính là giúp chúng ta hiển thị các view dựa vào quan hệ của các view đó, như là chúng ta có thể tùy ý hiển thị các view ở bên trái, bên phải hoặc trên dưới một cái view mà chúng ta chỉ định. Và chúng ta sẽ xây dựng một cái giao diện như sau bằng Relative Layout nha các bạn. Mình đã xây dựng một cái giao diện như vậy bằng Linear Layout. Các bạn có thấy Linear, ở Linear Layout chúng ta phải khai báo tới hai cái Linear Layout thì chúng ta mới có thể xây dựng được cái giao diện như thế. Và nếu lỡ như có nhiều cái giao diện như thế thì chúng ta sẽ có báo nhiều cái Linear Layout nữa, thì như vậy sẽ rất là mất công và có chúng ta rất dài dòng. Để khắc phục được cái tình trạng đó, Relative Layout sẽ giúp chúng ta hiển thị nhanh hơn bằng cách khai báo quan hệ của tất cả các view này, ví dụ như là trên dưới. Bây giờ mình sẽ tiến hành tạo một cái layout mới. Mình sẽ tạo một cái Android file trong thư mục layout và mình sẽ đặt tên là Relative Layout. Ở đây mình sẽ bỏ code layout mặc định của chương trình tạo sẵn. Mình sẽ khai bỏ đi. Và mình sẽ khai báo một cái Relative Layout như sau. Và cũng như phần Linear Layout, chúng ta vẫn khai báo một cái XML Android. Và layout nào cũng vậy nha các bạn. Dòng này chúng mình phải có, nếu không có thì chương trình của chúng mình không thể nào chạy được. Và chúng ta sẽ tiến hành khai báo chiều rộng và chiều cao cho layout của chúng ta. Ở đây mình sẽ khai báo chiều rộng là max parent để hiển thị toàn màn hình. Và chiều cao cũng là max parent luôn. Ở Relative Layout thì chúng ta không có khai báo hướng hiển thị nha các bạn. Không có phần Horizontal và Vertical nha các bạn. Và chúng ta sẽ tiến hành khai báo một cái Edit Text. Mình sẽ báo một cái Edit Text. Và mình sẽ định ID cho Edit Text này. Mình sẽ đặt tên là TT đăng nhập. Và các bạn tiến hành định chiều rộng và chiều cao cho đứa test. Mình sẽ khai báo như sau. Và chiều rộng này mình sẽ định là fill parent, có nghĩa là chiều rộng sẽ đổ đầy chiều dài luôn. Đầy chiều dài của khung da của nó. Và chiều cao mình sẽ khai báo là wrap content, có nghĩa là ôm sát chữ, chiều cao nó sẽ ôm sát chữ. Như các bạn đã thấy, mình đã có được cái một cái edit test. Và mình sẽ khai báo một cái hint, có nghĩa là nhắc nhở đó các bạn. Và mình sẽ nhập vào như sau. Mình sẽ đánh như là nhập tên đăng nhập. Rồi các bạn hãy giao diện được như sau. Và chúng ta sẽ khai báo thêm một cái edit test. Edit test này chính là edit test mật khẩu.
cũng như phần linear layout. Nếu chúng ta muốn hiển thị bên dưới thì chúng ta sẽ khai báo dạng vertical. Để cho edit này nằm bên dưới nhân phần relative layout thì chúng ta không cần. Ở đây mình sẽ đặt tên là mật khẩu. Và hiện sẽ là nhập mật khẩu. Các bạn thấy nó sẽ bị nằm chồng trùng lập với nhau, hai edit này sẽ trùng lập với nhau. Vậy để hiển thị bên dưới như phần linear layout thì chúng ta sẽ khai báo một phần như sau. Chúng ta sẽ khai báo quan hệ của edit test mật khẩu này. Mình sẽ cho layout nó nằm bên dưới và mình sẽ gọi đến cái edit test một cái view mà chúng ta cần gọi nó nằm bên dưới cái view nào. Thì ở đây mình sẽ gọi ID của TT đăng nhập, chính là cái view đăng nhập nha các bạn. Các bạn nhìn rõ phần này. Mình sẽ cho nằm dưới cái view đăng nhập. Và các bạn xem lại giao diện. Các bạn thấy phần view mật khẩu đã nằm dưới phần view đăng nhập bằng cách chúng ta khai báo quan hệ giữa cái view mật khẩu và view đăng nhập. Tiếp theo chúng ta sẽ xử lý cho phần button. Button đồng ý và button thoát. Nếu là linear layout thì chúng ta sẽ khai báo thêm một cái linear layout nữa và chúng ta sẽ khai báo dưới dạng là horizontal. Thì như vậy rất là phức tạp và mất công. Thì phần relative layout nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta về phần đó. Chúng ta sẽ khai báo một button và chúng ta sẽ định ID cho button này. Ở đây mình sẽ đặt tên cho button là btn thoát. Mình sẽ làm button thoát chứ nha các bạn. Mình sẽ định chiều rộng và chiều cao cho button. Mình sẽ chọn là wrap content để cho nó ôm sát chữ nha các bạn. Và chiều cao cũng như vậy. Và mình sẽ khai báo một cái test cho button. Ở đây mình sẽ đặt tên là thoát. Và các bạn xem lại giao diện. Nó sẽ nằm như thế này. Vậy để làm sao nó nằm dưới mật khẩu thì chúng ta sẽ khai báo như sau. Chúng ta sẽ khai báo một cái Android below. Các bạn thấy để nằm dưới mật khẩu. Thì chúng ta sẽ khai báo một cái Android below cũng giống như là phần edit view ở trên. Đây, layout below. Và chúng ta sẽ khai báo một cái view mà chúng ta muốn nằm dưới cái view đó. Thì ở đây mình sẽ nằm dưới cái view là mật khẩu. Thì mình sẽ khai báo là tt mật khẩu. Đó, như các bạn thấy nó đã nằm dưới cái view mật khẩu. Vậy làm sao để cho nó nằm bên phải như cái giao diện mà chúng ta đã định. Đây các bạn thấy làm sao để cho nó nằm bên phải. Thì chúng ta sẽ tiến hành khai báo thêm một bước nữa. Đó chính là chúng ta sẽ khai báo một cái layout với align baron right này ý nghĩa của nó chính là nằm ở bên phải của cái khung cha, mà khung cha nó chính là cái relative layout và chúng ta định là true thì nó sẽ nằm qua bên phải. Như các bạn đã thấy và mình sẽ làm theo cái button đồng ý. Mình copy cho nhanh nha các bạn. Mình sẽ sửa tên thành đồng ý và sửa đoạn test lại. Như bạn thấy nó sẽ nằm chùng tại vì do chúng ta khai báo giống nhau. Về phần parent, ở đây mình sẽ không cho nó là align parent nữa vì như vậy thì nó sẽ trùng với cái button thoát. Ở đây mình sẽ định là layout to left up, có nghĩa là nằm bên trái của view nào thì chúng ta sẽ báo ID của view đó vào, cũng giống như phần below. Thì ở đây mình sẽ khai báo ID của cái view mà chúng ta muốn nó nằm bên trái.
Ở đây mình sẽ là view thoát, thì mình sẽ báo ID của view thoát vào btn thoát và chúng ta sẽ xem giao diện. Để có thể canh lời của tất cả các view thì các bạn sẽ sử dụng là margin. Các bạn sẽ khai báo margin. Margin chính là canh trái, phải, trên, dưới tùy theo các bạn khai báo các bạn. Nếu mà các bạn khai báo layer margin thì mặc định nó sẽ là canh trái, phải, trên, dưới luôn. Ở đây mình sẽ chọn là 10 pixel. Và view mật khẩu cũng vậy. Mình sẽ chọn 10 pixel luôn. Các bạn thấy nó đã cắt đều giữa hai bên. Ở đây mình sẽ sửa lại thành 10 dip cũng được. Mình sẽ để 10 dip nha các bạn, để cho nó đẹp. Bây giờ mình sẽ chạy thử chương trình của chúng ta để xem chương trình của chúng ta có chạy đúng như chúng ta mong muốn hay không. Ở đây mình sẽ sửa lại phần giao diện chạy mặc định của chương trình của chúng ta, vì lúc đầu mình đã tạo một cái linear layout cho nên mình để mặc định là linear layout, thì bây giờ mình sẽ sửa lại thành relative layout để cho chương trình chúng ta sử dụng relative layout thành chương trình mặc định. Ở đây mình sẽ chạy chương trình. Chúng ta để chương trình của chúng ta được cài đặt vào máy ảo nha các bạn. Như vậy chương trình của chúng ta đã hiển thị được như chúng ta mong muốn. Và mình sẽ demo cho các bạn về tất cả các thuộc tính mà Relative Layout có thể hỗ trợ cho chúng ta. Tất cả các vị trí như là trái, phải, trên, dưới, vân vân và vân vân. Và mình sẽ làm một cái button mà mình đặt tên là test thuộc tính. Mình sẽ đổi tên cái button này lại luôn nha các bạn, btn test, vì lúc đầu btn test này do mình khai báo nằm bên dưới của cái view mật khẩu và nằm ở dưới cuối cùng của cái form cha của nó. Cho nên cái view của chúng ta rất là dài. Và ở đây mình sẽ khai bỏ cái phần mà khai báo below nằm dưới view mật khẩu đi. Và mình sẽ tiến hành test các thuộc tính mà các bạn có thể sử dụng trong Relative Layout. Ở đây có rất nhiều thuộc tính nha các bạn. Như các bạn thấy, rất là nhiều thuộc tính mà các bạn có thể sử dụng. Mình sử dụng Align Parent Right, có nghĩa là nằm bên phải của form cha. Các bạn có thấy nằm, vì chúng ta đã khai báo bottom nằm ở dưới, mà chúng ta khai báo thêm right nữa thì nó sẽ nằm ở dưới và nằm bên phải. Và đây mình sẽ sửa lại thành một cái khác. Mình sẽ khai báo ở Center Parent.
có nghĩa là nằm chính giữa của form cha. Thì các bạn đã thấy như sau. Và mình sẽ sửa thành một cái thuộc tính khác nữa. Đó chính là center horizontal. Như các bạn biết là horizontal là hiển thị từng cột và từ trái qua phải. Thì có nghĩa là chương trình cái BTN của chúng ta đó, là cái view button đó, thì nó sẽ hiển thị ở chính giữa theo hướng từ trái bên phải. Thì các bạn thấy như sau, mình sẽ gọi là chủ. Nó cũng như là center thôi, center bearing thôi. Mình sẽ bỏ cái button để các bạn thấy rõ, nó sẽ nằm ở phần trên. Mình sẽ là center vertical phần chung. Như các bạn đã biết, vertical chính là hiển thị thành từng dòng và theo hướng từ trên xuống dưới. Vậy đây mình để below cho nên nó thì nằm dưới, và mình bỏ below đi, các bạn thấy nó sẽ nằm giữa theo hướng từ trên xuống dưới. Và mình sẽ chạy thử chương trình lên nha các bạn. Chúng ta sẽ chạy chương trình lên, các bạn sẽ xem giao diện của chúng ta. Như vậy ngày hôm nay mình đã demo xong cho các bạn về phần Relative Layout và tất cả các quan hệ của Relative Layout. Chúc các bạn có một ngày thành công và vui vẻ. Xin chào và tạm biệt các bạn.